Suy đi nghĩ lại thầy Quang nói đúng không sai. Chúng ta nợ thầy một lời xin lỗi công khai. Ngày xưa thầy nói gieo nhân nào gặp quà đó, con ơi giờ đã linh ứng hôm nay thầy gặp ngồi kia. Sư luôn cho rằng mình đang khai sáng khai tâm, nhưng đâu ai ngờ bị cấm thuyết giảng 2 năm. Thầy đoán được hết tương lai, thầy nói Phật tử nay mai người dân cả nước chung tay để chống lại thầy. Một người đi hành khất từ bi và không vật chất, nhưng ông hơn thua, nhưng ông thua hơn ông kêu ba trận. Bắt đầu ngay từ đó người ta thường hay dòm ngó, nguyên nhân vô đây mà bao người ghét. Khi mà ông bị cấm người ta ngộ ra nhiều lắm, cho nên tin hơn về luật nhân quả. Thôi đừng nên nào núng, thật ra là ông dạng đúng, cho nên hôm nay tôi quay xe rồi thầy Quang mình ơi. Chung quy đạo Phật thật ra không khó khăn đâu, do ông Quang làm người dân bối rối lo âu. Phật đâu nào có hơn thua mà ông ngồi đó phân bua, thờ trên thờ dưới nơi đâu mà không được trời. Nói con sư Tuệ thật ra là của ma tăng, đó nói lên rằng người dân chớ cung cho ăn. Nồi cơm thầy đã mang đi nhiều sư bực tức sân si, vì thầy chùa vắng hơn xưa tiền cũng giường bèo. Cho rằng mình đang khai sáng khai tâm, nhưng đâu ai ngờ bị cấm thuyết giảng 2 năm. Thầy đoán được hết tương lai, thầy nói Phật tử nay mai người dân cả nước chung tay để chống lại thầy. Một người đi hành khất từ bi và không vật chất, nhưng ông hơn thua, nhưng ông thua hơn ông kêu ba trận. Bắt đầu ngay từ đó người ta thường hay dòm ngó, nguyên nhân vô đây mà bao người ghét. Khi mà ông bị cấm người ta ngộ ra nhiều lắm, cho nên tin hơn về luật nhân quả. Thôi đừng nên nào núng, thật ra là ông dạng đúng, cho nên hôm nay tôi quay xe rồi thầy Quang mình ơi. Chung quy đạo Phật thật ra không khó khăn đâu, do ông Quang làm người dân bối rối lo âu. Phật đâu nào có hơn thua mà ông ngồi đó phân bua, thờ trên thờ dưới nơi đâu mà không được trời. Nói con sư Tuệ thật ra là của ma tăng, đó nói lên rằng người dân chớ cung cho ăn. Nồi cơm thầy đã mang đi nhiều sư bực tức sân si, vì thầy chùa vắng hơn xưa tiền cũng giường bèo. Nồi cơm thầy đã mang đi nhiều sư bực tức sân si, vì thầy chùa vắng hơn xưa tiền cũng giường bèo. Lời sư đi đất đai mình cung chùa, kiếp này mình hy sinh dựng nhà đơn sơ rồi chui vô ơ. Con mình sẽ giàu vô tiền ào ào, cái này là sư kêu hát karaoke. Chết làm con ma câm, sư làm con rung qua. Bán thùng lo keo rồi lấy tiền đi cúng dường, như vậy sẽ có phước. Chớ du lịch đi chơi kéo sau này hối hận, đứng ngồi thì không yên, bị liệt hai chân rồi qua tai biên. Ôi tiền của mình nhưng mà mình xài cũng là vô đạo đức. Lời sư đi đất đai mình cung chùa, kiếp này mình hy sinh dựng nhà đơn sơ rồi chui vô ơ. Con mình sẽ giàu vô tiền ào ào, cái này là sự kiêu. Hát karaoke chết làm con ma câm, sư làm con rung hoa. Bán thùng lo keo rồi lấy tiền đi cúng dường, như vậy sẽ có phước. Chớ du lịch đi chơi kéo sau này hối hận, đứng ngồi thì không yên, bị liệt hai chân rồi qua tai biên. Ôi tiền của mình nhưng mà mình xài cũng là vô đạo đức. Ôi tiền của mình nhưng mà mình xài cũng là vô đạo đức. Hãy nhớ rằng mình cũng là người tu chính chuyên, cũng kẻ học Phật nói chuyện sao không có duyên. Tự nhiên cái kêu bằng thằng, người gì sân si thầy ơn. Người ta tu đúng cớ sao nói như ba trận, ít nhất là thầy không nhận tiền của chúng sanh. Không có đồng hồ xế xịn, không có lính canh, thầy không có xưng bằng thầy, thầy xưng con với dân chúng. Thầy không có nói hát ca kiếp sau bị câm. Ông sân si thấy nhiều người chê không hề bên, không bằng được sư Minh Tuệ nên thế là buồn câu chê bai. Tưởng ai cùng theo phe ông thế nên làm tới, chắc ông không coi TikTok chúng chửi ông đầy nhóc. Bởi thấy người nghèo giết rồi thiệt không dám tu, không có tiền để cúng dường là không phải gù. Giờ tu cũng như là nghề, giờ toàn là tu kinh tế, nhiều chùa phải mua vé ta mới đi vào được. Sống cánh buồn phiền hết tiền nhiều đêm ước mi, lúc đó sợ nghèo đôi lạnh sợ chi phước đi. Vậy nên nói ông đừng hù, làm gì cũng la mặt phước, đừng chơi chiêu đó bởi đâu phải ai cũng ngu. Là thầy không nhận tiền của chúng sanh, không có đồng hồ xế xịn, không có lính canh, thầy không có xưng bằng thầy, thầy xưng con với dân chúng. Thầy không có nói hát ca kiếp sau bị câm. Ông sân si thấy nhiều người chê không hề bên, không bằng được sư Minh Tuệ nên thế là buồn câu chê bai. Tưởng ai cùng theo phe ông thế nên làm tới, chắc ông không coi TikTok chúng chửi ông đầy nhóc. bởi thấy người nghèo ghét rồi thiệt không dám tu. Không có tiền để cúng dường là không phải gù. Giờ tu cũng như là nghề, giờ toàn là tu kinh tế. Nhiều chùa phải mua vé ta mới đi vào được. Sống cánh buồn phiền hết tiền, nhiều đêm ước mi. Lúc đó sợ nghèo đôi lạnh, sợ chi phước đi. Vậy nên nói ông đừng hù, làm gì cũng la mật phước. Đừng chơi chiêu đó bởi đâu phải ai cũng ngu. Vậy nên nói ông đừng hù, làm gì cũng la mật phước. Đừng chơi chiêu đó bởi đâu phải ai cũng ngu. Thầy bảo có phước ta nên phải cúng dường nhiều. Tiền mệnh gia thấp nhét vô Phật không nên đâu. Dùng tờ 500 đưa sư là phước nhân đôi. Đi du lịch khắp mọi nơi, mai sau tai biến liệt người. Còn mà họ hát kiếp sau bị cầm, bị bệnh gần chết có ngày địa lòng. Tiền mình lấy chi tiêu thì cúng bị tội, là vô đạo đức chứ không hề dấn chơi đâu. Mọi người nên nhớ khi ta nằm giống nghiêu ngao, đưa chân ra ở ngoài sao, không nên đưa trước mặt lộ là đạp người khác phước không còn đâu. Thợ hồ là kiếp trước phá gia người ta, kiếp này thân thề về nguyên là do đây. Do đi chùa ta đem cúng một chỉ vàng, vậy nên còn nguyên thay. Ông sư thầy cho hay nước ma phí phàm, kiếp sao ra ngoài sa mạc liền. Nhưng quan nhà sư cộng tiền có phước chớ lại, làm ăn đi lên. Mọi người nên nhớ khi ta nhà ở gần chùa, chùa mà hẹp quá ta hiến nhà đất cho luôn. Tìm trời má ở cho sư gõ mó tu tâm, mai sau còn cháu giàu lên. Do tâm đạo quá tuyệt vời, cho nên cúng dường là sự ok. Cho nên cúng dường là sự ok. Thầy bảo có phước ta nên phải cúng dường nhiều. Tiền mệnh gia thấp nhét vô Phật không nên đâu. Dùng tờ 500 đưa sư là phước nhân đôi. Đi du lịch khắp mọi nơi, mai sau tai biến liệt người. Còn mà họ hát kiếp sau bị cầm, bị bệnh gần chết có ngày địa lòng. Tiền mình lấy chi tiêu thì cúng bị tội, là vô đạo đức chứ không hề dấn chơi đâu. Mọi người nên nhớ khi ta nằm giống nghiêu ngao, đưa chân ra ở ngoài sao, không nên đưa trước mặt lộ là đạp người khác phước không còn đâu. Thợ hồ là kiếp trước phá gia người ta, kiếp này thân thề về nguyên là do đây. Do đi chùa ta đem cúng một chỉ vàng, vậy nên còn nguyên thay. Ông sư thầy cho hay nước ma phí phàm, kiếp sao ra ngoài sa mạc liền. Nhưng quan nhà sư cọc tiền có phước chớ lại, làm ăn đi lên. Mọi người nên nhớ khi ta nhà ở gần chùa, chùa mà hẹp quá ta hiến nhà đất cho luôn. Tìm trời má ở cho sư gõ mó tu tâm, mai sau còn cháu giàu lên. Do tâm đạo quá tuyệt vời, cho nên cúng dường là sự ok. Cho nên cúng dường là sự ok. Ông sư Chân Quang không như mỗi ngày, bên kia đang xem không cho giảng bài. Vì ở bên giáo hội Phật giáo, người ta đang tính toán thiêu thao. về những cái phát ngôn của ông không được hay, gây phẫn nộ. Bao ngày qua khắp trên cả nước đang tẩy chay, đang sàng lọc, mong từ đây sẽ bớt cực nhiều mà tăng. Ôi đất nước hôm nay chia ra hai phe, bên phe Chân Quang, bên sư Minh Tuệ. Hai bên đua nhau phân bua bảo vệ, mà người thương nói chung là ít, còn người ghét Chúa ơi bao nhiêu. Chẳng còn ai giống Minh Tuệ sư, ôm nồi cơm không nhận tiền, nhưng đào điên biết bao thờ tu những lời nói trái đạo Phật, nên giờ đây có kết cục ngày hôm nay. Tâm sân si thì đừng đi tu, ai hơn ta, ta lại mang lòng ghét ganh tị. Thôi sư ơi, hoàn tục luôn đi, ăn nhiều thôi, vì bây giờ sư quá giàu rồi. Không như mỗi ngày, bên kia đang xem không cho giảng bài, vì ở bên giáo hội Phật giáo người ta đang tính toán thiêu thao về những cái phát ngôn của ông không được hay, gây phẫn nộ. Bao ngày qua khắp trên cả nước đang tẩy chay, đang sàng lọc, mong từ đây sẽ bớt được nhiều mà tăng. Ôi đất nước hôm nay chia ra hai phe, bên phe Chân Quang, bên sư Minh Tuệ. Hai bên đua nhau phân bua bảo vệ, mà người thương nói chung là ít, còn người ghét Chúa ơi bao nhiêu. Chẳng còn ai giống Minh Tuệ sư, ôm nồi cơm không nhận tiền, nhưng đào điên biết bao thờ tu những lời nói trái đạo Phật, nên giờ đây có kết cục ngày hôm nay. Tâm sân si thì đừng đi tu, ai hơn ta, ta lại mang lòng ghét ganh tị. Thôi sư ơi, hoàn tục luôn đi, ăn nhiều thôi, vì bây giờ sư quá giàu rồi. Thôi sư ơi, hoàn tục luôn đi, ăn nhiều thôi, vì bây giờ sư quá giàu rồi. Thôi sư ơi, hoàn tục luôn đi, ăn nhiều thôi, vì bây giờ sư quá giàu rồi. Thôi sư ơi, hoàn tục luôn đi, ăn nhiều thôi, vì bây giờ sư quá giàu rồi. Kết lại là cũng tại nồi cơm sư Tuệ mà ra, bây giờ ba con không còn lòng tin với các thầy tu. Có cái nồi cơm nhưng mà làm điên đảo thầy tu trong nhà chùa. Bây giờ bà tánh cũng rén ngang, hễ nghe cúng dường là thôi miền Ba. Hãy nhớ một điều, Phật là thần tiên không cần tiền đâu. Cho nhiều làm chi, trong chùa toàn chim tu hú diều hâu. Tu riêng mà xe sang nhà lâu, đất cát cò bay không cần đậu. Thân hình bèo tột da láng trơn, thầy tu chớ thành nghề đang thịnh hành. Ai ơi hãy nhớ, Phật luôn muốn mình từ bi độ đời, chứ đâu kêu ta phải cúng dường nhiều để được con phước. Luật này đặt ra là của thợ tu, cho nên ai ngu phải ôm cục tức. Tiền bạc nhà xe cho các ma tăng, mà hồng thầy phước chỉ thấy lầm nợ. Hãy thiết thực dùng xã hội này, ai không đầy lòng tham. Những người đồng cam công khổ cùng ta chỉ có mẹ cha. Hãy lấy tiền ra giúp người đời, phước báo còn cao hơn bầu trời. Cứu người trong lúc gặp khó khăn, còn hơn cúng dường cả trăm ngàn lần. Hãy nhớ một điều, Phật là thần tiên không cần tiền đâu. Cho nhiều làm chi, trong chùa toàn chim tu hú diều hâu. Tu riêng mà xe sang nhà lâu, đất cát cò bay không cần đậu. Thân hình bèo tột da láng trơn, thầy tu chớ thành nghề đang thịnh hành. Ai ơi hãy nhớ, Phật luôn muốn mình từ bi độ đời, chứ đâu kêu ta phải cúng dường nhiều để được có phước. Luật này đặt ra là của thợ tu, cho nên ai ngu phải ôm cục tức. Tiền bạc nhà xe cho các ma tăng, mà hồng thầy phước chỉ thấy lầm nợ. Hãy thiết thực dùng xã hội này, ai không đầy lòng tham. Những người đồng cam công khổ cùng ta chỉ có mẹ cha. Hãy lấy tiền ra giúp người đời, phước báo còn cao hơn bầu trời. Cứu người trong lúc gặp khó khăn, còn hơn cúng dường cả trăm ngàn lần. Hãy lấy tiền ra giúp người đời, phước báo còn cao hơn bầu trời. Cứu người trong lúc gặp khó khăn, còn hơn cúng dường cả trăm ngàn lần. Anh thấy là em lo tu dữ lắm, thế thiếu ơn em dục đâu rồi, mà 2 năm không thấy hồi âm, không hỏi thăm mẹ dù một tin nhắn. Chứ hiếu em không có, em đừng nên dại đời. Đời em sẽ thất bại vì mất đi cội nguồn. Em đi tôn thờ ông sư nhà đất, trong khi em sống quá tệ với mẹ. Em đi xa quá rồi em, tất cả mọi chuyện là do em thôi. Phát ngôn dậy xong coi mạng, nói xấu một người chân tu đúng chất, chỉ đới binh ông thợ tu vào. Một bên chỉ có cái nồi cơm, bên ở biệt thự sẽ sang các thứ. Bên nói 2-3 tiếng, xong là kêu cũng dường. Còn bên không có nhận tiền của dân bao giờ. Em ơi dân mạng đâu phải đồ ngốc, em đi tân bốc một kẻ ngôn loạn. Hậu quả em gánh mình em, còn để cha mẹ gầu lo cho em. Sống sai mà hay gián đạo. Anh thấy là em lo tu dữ lắm, thế thiếu ơn em dục đâu rồi, mà 2 năm không thấy hồi âm, không hỏi thăm mẹ dù một tin nhắn. Chứ hiếu em không có, em đừng nên dại đời. Đời em sẽ thất bại vì mất đi cội nguồn. Đi tôn thờ ông sư nhà đất, trong khi em sống quá tệ với mẹ. Em đi xa quá rồi em, tất cả mọi chuyện là do em thôi. Phát ngôn dậy xong coi mạng, nói xấu một người chân tu đúng chất, chỉ đới binh ông thợ tu vào. Một bên chỉ có cái nồi cơm, bên ở biệt thự sẽ sang các thứ. Bên nói 2-3 tiếng, xong là kêu cũng dường. Còn bên không có nhận tiền của dân bao giờ. Em ơi dân mạng đâu phải đồ ngốc, em đi tân bốc một kẻ ngôn loạn. Hậu quả em gánh mình em, còn để cha mẹ gầu lo cho em. Sống sai mà hay gián đạo. Trinh ơi là Trinh, không còn ai cứu em được rồi. Nguyên gia đình em, chỉ mình em bước đi ngược lối. Em tu mà em săn rồi si với sư từng chút. Em quên mất rồi quá khứ của mình nào đẹp hơn ai. Hay do thầy em bây giờ không có ai lại chùa, doanh thu tuột ngang do chẳng ai cũng cho nhà đất. Theo sư phụ đi năm 10 năm chắc ăn là phất. Anh thầy có mình em mới thấm được những lời sư em. Tính ra từ khi em bên thầy Quang bán buôn một ngày ra đơn chàng lan, người nhận hình như không có được nhiều mà bơm khá nhiều. Thế nhưng mà em vẫn chưa nhận ra, tất cả mọi người chê bai gần xa. Cuộc đời của em đâu như người ta, tiểu sư em đâu có tốt gì. Em nổi tiếng được là nhờ drama. Xó xiên một chân tu bao người tôn, với em như vậy em cho là khôn. Thầy hồng thiền ai không xin tiền ai thì sai chỗ nào. Ý em là tu y như thầy Quang, phải nên cúng dường mai sao giàu sang. Rồi nhìn người cơm không có mà ăn, thầy lại nói do không cúng dường cho nên kiếp này mình nghèo con ơi. Đi tu mà sân si tùm lum thấy không được rồi, em y hệt như ông thầy em cá trong lời nói. Anh nghi là do ông thầy em chắc đang sợ đôi, không ai cúng dường nên không có tiền tàu nhà mua xe. Trinh ơi là Trinh, không còn ai cứu em được rồi. Nguyên gia đình em, chỉ mình em bước đi ngược lối. Em tu mà em sân rồi si với sư từng chút. Em quên mất rồi quá khứ của mình nào đẹp hơn ai. Hay do thầy em bây giờ không có ai lại chùa, doanh thu tuột ngang do chẳng ai cúng cho nhà đất. Theo sư phụ đi năm 10 năm chắc ăn là phất. Anh thầy có mình em mới thấm được những lời sư em. Tính ra từ khi em bên thầy Quang bán buôn một ngày ra đơn chàng lan, người nhận hình như không có được nhiều mà bơm khá nhiều. Thế nhưng mà em vẫn chưa nhận ra, tất cả mọi người chê bai gần xa. Cuộc đời của em đâu như người ta, tiểu sư em đâu có tốt gì. Em nổi tiếng được là nhờ drama. Xó xiên một chân tu bao người tôn, với em như vậy em cho là khôn. Thầy hồng phiền ai không xin tiền ai thì sai chỗ nào. Ý em là tu y như thầy Quang, phải nên cúng dường mai sao giàu sang. Rồi nhìn người cơm không có mà ăn, thầy lại nói do không cúng dường cho nên kiếp này mình nghèo con ơi. Đi tu mà sân si tùm lum thấy không được rồi, em y hệt như ông thầy em cá trong lời nói. Anh nghi là do ông thầy em chắc đang sợ đôi, không ai cúng dường nên không có tiền tàu nhà mua xe. Tính ra từ khi em bên thầy Quang bán buôn một ngày ra đơn chàng lan, người nhận hình như không có được nhiều mà bơm khá nhiều. Thế nhưng mà em vẫn chưa nhận ra, tất cả mọi người chê bai gần xa. Cuộc đời của em đâu như người ta, tiểu sư em đâu có tốt gì. Em nổi tiếng được là nhờ drama. Xó xiên một chân tu bao người tôn, với em như vậy em cho là khôn. Thầy hồng phiền ai không xin tiền ai thì sai chỗ nào. Ý em là tu y như thầy Quang, phải nên cúng dường mai sao giàu sang. Rồi nhìn người cơm không có mà ăn, thầy lại nói do không cúng dường cho nên kiếp này mình nghèo con ơi. Đi tu mà sân si tùm lum thấy không được rồi, em y hệt như ông thầy em cá trong lời nói. Anh nghi là do ông thầy em chắc đang sợ đôi, không ai cúng dường nên không có tiền tàu nhà mua xe. Anh nghi là do ông thầy em chắc đang sợ đôi, không ai cúng dường nên không có tiền tàu nhà mua xe.